Ai về hải lý quê tôi, nhìn xem cảnh biển xanh tươi nắng hồng, nhà thờ vốn đã hoang sơ, thêm con người nữa ngẩn ngơ ngắm nhìn. Mỗi một địa điểm thì đều tỏa sáng nhất vào một khoảnh khắc trong ngày, và nhà thờ đổ hải lý thì lấp lánh nhất khi ở dưới ánh bình minh. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Nhà thờ đổ Hải Lý, hay còn được gọi với cái tên thơ mộng nhà thờ trái tim, được xây dựng bên bờ biển Sương Điền vào năm 1943 bởi một kiến trúc sư người Pháp. Ngôi nhà thờ được thiết kế rất công phu với đường nét hoa văn tinh xảo, độc đáo, dựng bằng gạch đất nung. Thế nhưng cho đến năm 1996, biển bắt đầu xâm chiếm sâu vào trong đất liền, phá vỡ lối kiến trúc độc đáo ấy. Để giờ đây, nhà thờ đổ hiện lên chỉ còn là phần khung xương bên ngoài, nhưng vẫn luôn sừng sững ngay bên bờ biển này. Quả thật, được ngắm bình minh trên nhà thờ đổ Hải Lý là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa còn ẩn chứa trong vẻ đẹp của những người dân chài nơi đây. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Những người đàn ông của các gia đình làm nghề trái lưới bắt đầu ra bãi thuyền đậu, nhanh chóng chuẩn bị ra khơi. Cái lạnh của 4 giờ sáng cũng không thể làm khó người dân lược điền nơi đây. Những người đàn ông hỗ trợ nhau kéo thuyền ra biển, những người phụ nữ thì ở nhà chờ thuyền về để thu hoạch sản phẩm. Mặt trời vừa lên cũng là lúc 2 tiếng đánh bắt của ngư dân kết thúc. Cả làng trai Hải Lý nhộn nhịp reo hò tiếng thuyền về, tiếng người dân trò chuyện sau những giờ ngoài sóng biển dữ dội. Như bao làng chài khác, người dân chài Hải Lý cũng hội tụ các vẻ đẹp, mộc mạc, chất phác và điềm tĩnh. Vẻ đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn đều được hun đúc nên từ sóng biển quê hương. Cứ thế, người dân, biển cả và nhà thờ đổ gắn kết với nhau tạo nên một vẻ đẹp cho cả vùng biển Hải Lý. À, con chào cô ạ. Cô ơi, mẹ cua tôm này thì mình vừa mới vớt được lên đúng không ạ? Cô ơi, cô đợt này trời mùa đông nên là hơi rét, thì đợt này mình đánh cá có vất vả không hả cô? Đi làm cũng vất vả lắm. Sau này cô có muốn các em cũng làm nghề chài giống như mình không? Nhà cô bây giờ là ở đây này, các em theo nghề này thế. Các em bây giờ vẫn đi làm. Nếu như con gái đi lấy chồng đi theo nhà chồng, còn con trai là vẫn phải nối nghiệp của bố. Cô ơi, con thấy nghề này vất vả nhưng mà cô có muốn gắn bó mãi mãi không hả cô? Nào muốn gắn bó với nghề này cho đến khi nào cô không làm được nữa. Vâng ạ. Nghề biển nhà cô. Ở đây cô sinh sống với nghề biển thì lúc nào gắn bó nghề biển mà ngày nào đi ra biển, ngày nào không ra thì nhớ lắm. Con cảm ơn cô. Và như vậy chúng ta có thể thấy bên bờ biển Sương Điền không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ mà còn có vẻ đẹp của những con người lao động hăng say. Và hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những số khám phá văn hóa tiếp theo của Vé Thông Hành nhé.